Trên nguyên tắc tâm lý học, bản thân con người ta ai cũng có hai phần của tình cảm và lý trí trong con người chúng ta. Một bản năng tình cảm và lý trí, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng tại sao có người lại dính mắc với tình cảm mà khổ lụy một cách đau thương như vậy để đem đến sự oan trái như vậy? Nó còn nguy hiểm hơn là say rượu. Có những người say tình nguy hiểm hơn say rượu không? Say men rượu hết say ta sẽ tỉnh, say men tình muôn kiếp vẫn còn say. Cái này là nguy hiểm. Và chính cái chỗ đó nó mới dẫn dắt cho chúng ta khổ đau từ một đời đến nhiều đời. Ở trên cuộc đời này không ai cấm yêu, cả Đức Phật cũng không bao giờ cấm yêu. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật chưa bao giờ cho tình yêu hay là tình ái là một tội lỗi, mà Đức Phật lúc nào cũng nêu ra tình ái là nhân tố dẫn đến oan trái và khổ đau. Chứ ở đây Đức Phật không có kết tội, yêu là không có kết tội, tự thân con người chúng ta là yêu. Trong 12 nhân duyên á, vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, rồi thủ, hữu, sanh, lão, tử, thì có ái nó mới có dính mắc, có ái mới có thủ. Có nghĩa là vì yêu gì mới dính mắc, gì mới bảo vệ. Ví dụ một người bên ngoài bình thường thôi, chứ dở người yêu của mình mà ai đụng chạm tới coi, thử coi rồi biết không? Người yêu của mình mà ai mà lỡ đường chở nhờ thôi rồi biết không? Tao không chở thôi, không có thằng nào chở cả không? Cái đó tại sao một người khác là mình không có nghĩ như vậy, nhưng mà người này mình yêu là mình phải nghĩ vậy. Vì ái nó mới dẫn đến thủ. Tức là có yêu mới có cố chấp, mới bảo vệ, mới giữ gìn, mới bám víu. Cái này gọi là chữ thủ. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy rất là rõ, chúng ta dính mắc với tình ái để dẫn đến sự chấp thủ và khổ đau. Tự thân của tình yêu là một điều hết sức bình dị của con người trong cuộc đời này. Ai trong cuộc đời này không có yêu đâu, các vị nói tôi nghe coi. Ngồi nguyên hội trường này ai nói tôi không biết yêu? Ai đưa tay lên tôi coi người coi. Quý cô có không? Hả? Tất cả chúng ta cho dù thầy tu cũng biết yêu. Đây là một chuyện đương nhiên. Nhưng điều quan trọng nhất là nhận thức ra được bản năng về tình ái đó, để có thể kiềm chế, hay là để có thể chuyển hóa, hay là để có thể cái gì đó. Hoặc có những người biết làm chủ với tình yêu ở một mức độ không làm chúng ta đau khổ, hay là người đắm mê để lụy tình. Cái đó là một vấn đề quan trọng. Cho nên khi tu hành là phải có một lý trí để kiểm soát bản năng. Và trong đó có cái kiểm soát bản năng là tình ái, tình yêu. Còn bằng không chúng ta đắm mê vào trong nó, chúng ta sẽ đau khổ, và chúng ta tạo ra oan trái, không riêng với chúng ta mà còn liên lụy đến nhiều người. Và những nhân tố này nó sẽ dẫn đến tái sinh luân hồi, là một nguyên tắc không có cách khác được. Xin thưa với các vị, hồi hôm này có một email gửi cho tôi của một cái cô này là 27 tuổi. Cô nói là cô có quen với một người bạn, mà sau này người bạn đi du học ở Trung Quốc rồi. Mà nói thật sự mối tình của hai người đã kéo dài 6 năm. Mà đến ngày hôm nay sau khi anh ta về, anh ta lại tuyên bố là chúng ta không hợp nhau, chúng ta chia tay đi. Cô ta đau khổ trong 2 tháng qua mà không có cái gì có thể kiềm chế lại được. Cô ta nói là những lời tuyên bố đó cô ta sống chua cay, giống như thất vọng, đau khổ. Ngày xưa gia đình hai bên, nhất là bên gia đình của bạn trai, không chấp nhận. Nhưng mà hai người vẫn cố gắng vượt qua những điều mà rào cản của gia đình, để cố gắng chứng minh cho tình yêu của hai người, để thuyết phục gia đình đôi bên. Nhưng mà vậy đó, bao nhiêu khó khăn cỡ đó đó, vậy mà cuối cùng bây giờ bạn trai khi trở về tuyên bố là chia tay vì không hợp nhau. Thì cô này mới nói rằng á, trong cuộc đời này cô chỉ chấp nhận chia tay khi anh ta có một người thứ ba. Còn nếu không có, cô ta không cam để chấp nhận điều này. Thì anh ta mới nói sự thật, khi anh ta về Việt Nam rồi, anh ta đi khám bệnh á, thì trong đó có một cô y tá giúp đỡ anh ta chăm sóc như thế nào trong quá trình anh ta mà khám bệnh đó. Tự nhiên anh ta không kiềm chế được tình cảm của mình, tự nhiên anh ta cảm thấy yêu đắm đuối của y tá đó. Và bây giờ anh ta không còn cảm giác và tình cảm với cô nữa.
Thì cô này tự nhiên hụt hẫng giống như từ trên trời rơi xuống, bây giờ đau khổ như thế, và hết đường mà suy nghĩ hay sao không biết, cuối cùng mà nghĩ đến tôi để em email như thế. Tức là tư vấn tôi là bây giờ trong tình trạng đó con phải làm gì. Xin thưa với tất cả các vị, trong cái câu chuyện cô kể ra như vậy, về mặt bản năng tình cảm hay là về đau khổ tình cảm, đó là chuyện rất thông thường, đó là chuyện rất đương nhiên. Nhưng mà chúng ta đau khổ cái đó chúng ta rất là ngu và dại khờ. Trong quan niệm của tôi, trên cuộc đời chúng ta có thể đau khổ vì một người sống chết và hy sinh cho mình, nhưng không nên đau khổ cho một kẻ thứ nhất là chẳng bao giờ vì mình, thứ hai là một kẻ hưởng thụ ích kỷ, và thứ ba là những kẻ phản bội mình, chà đạp lên tình cảm của mình, xem thường mình. Tất cả những cái đó mà các vị đau khổ, đó là các vị quá dại khờ. Trên căn bản, chúng ta nên đau khổ những cái gì? Những ai đã từng hy sinh, những ai đã từng vì ta, những ai đã từng giúp đỡ ta, những ai đã từng cái gì đó. Còn ở đây, trong một cái con người đó, họ phản bội ta, họ bóc lột ta, họ lợi dụng ta, họ chà đạp lên tình cảm của ta, họ cố tình làm chúng ta đau khổ. Mà vậy mà chúng ta đau khổ vì những kẻ ấy, chúng ta nghĩ chúng ta có khôn ngoan không? Nhưng mà vì vô minh, cho nên con người chúng ta không nhận ra được chỗ này. Một ân tình lớn mà không bao giờ đau khổ, mà đối với những cái kẻ như thế mà lại đau khổ. Thậm chí cái bản chất đạo đức của những người ấy như một đống rác. Vậy tại sao chúng ta phải bận lòng? Như vậy vì vô minh chấp thủ, mê lầm, không nhận ra được những điều này, cho nên chúng ta mới khổ một cách hoang đường như vậy. Tôi nói thật, có một cái việc này là một việc thật. Có một người cư sĩ đến gặp một vị thầy tu. Người cư sĩ mà thưa với vị thầy tu như thế này: thưa thầy, con cảm thấy con bất hiếu quá. Thì vị thầy mới nói là: tại sao mà anh nói là anh bất hiếu? Thì vị này mới nói ra là: thưa thầy, từ khi con có người yêu thì con mới cảm thấy rằng con bất hiếu. Thì ông thầy nói: tại sao như vậy? Yêu cha yêu mẹ và yêu người yêu nó khác chứ, tại sao mà lại là như thế nào mà lại là có người yêu tự nhiên mình lại bất hiếu? Thì anh ta mới giải bài. Ông nói là: con nhớ cha mẹ thì con không bao giờ con thấy đau khổ, không bao giờ thấy nhói tim, không bao giờ thấy rai rứt, không bao giờ thấy bỏ ăn bỏ ngủ. Nhưng mà đối với người yêu, nó nhớ hoặc là có những chuyện gì cãi giả, hoặc là chuyện gì mà mình lo lắng, mình ghen tương, hay là mình suy nghĩ cái gì đó, là tự nhiên ăn không được, ngủ không yên, mà tự nhiên thấy trong tim mình nó nhói, nó đau, nó quằn, nó hoài như vậy. Và chính vì chỗ đó con mới cảm thấy rằng là đối với cha mẹ thì con không có cảm giác này, mà đối với tình yêu con có cảm giác này. Như vậy cha mẹ là ân nghĩa lớn như vậy, tại sao con không đau, không buồn, không khổ, mà đối với cái này con lại đau, con lại buồn, con lại khổ, con lại nhói tim? Tất cả vì cái đó như vậy cho nên con cảm thấy con bất hiếu. Thì lúc đó một vị thầy mới trả lời như thế này, nói là: anh không có bất hiếu, bởi vì anh là người nhận ra được điều này. Chỉ có những người không nhận ra được điều này thì mới là kẻ bất hiếu. Như vậy một câu nói của vị thầy quá tuyệt vời. Một câu nói của vị thầy làm cho chúng ta nhận ra được điều đó. Và cái tự thú của một anh chàng nọ cũng để nói lên một cái điều giống như là cảnh báo của tất cả những tình huống của chúng ta. Xin thưa tất cả các vị, ở đây muốn nói lên điều đó là cái gì? Trong xã hội phần lớn, tại sao chúng ta lại khổ lụy bởi những kẻ là người dưng khác họ đem lòng nhớ thương? Tại sao nó lại là như vậy? Và cái này nó đã là chi phối không biết bao nhiêu hạnh phúc của gia đình, làm đổ vỡ gia đình, làm các con mất chỗ nương tựa, phá hoại hạnh phúc của chính mình, đồng thời phá hoại hạnh phúc của người khác. Vậy đó mà chúng ta lại mê lầm không nhận ra được chỗ này. Như vậy nếu uống rượu say để sau cơn say chúng ta tỉnh, thì cái đó tôi thấy rằng nó không có nguy hiểm như là những kẻ say này. Có phải không? Những cái kẻ say này mới là nguy hiểm. Say này nó làm đày đọa chúng ta, làm đau khổ chúng ta, làm đau khổ cả những người cùng chung sống với chúng ta. Và tất cả những người nào trong mối quan hệ, nhất là tình ái, mà làm những cái người mà trong mối quan hệ vợ chồng đau khổ, thì cái này là thiếu đạo đức lắm.
và tất cả những người đó chỉ vì nhu cầu hưởng thụ ích kỷ của bản thân mà không cần đến sự đau khổ của người khác. Đây là một cái điều dẫn đến chắc chắn một quả báo không tốt trong một đời đến nhiều đời của chúng ta.